thấy bộ dạng anh lúc đó nó hơi ẻo lả, vậy là anh dạ anh bận bộ đồ mà ôm sát người vậy đó, dạ, rồi cái đi thì cái đít dảnh dảnh dảnh, trời ơi đít dảnh dảnh, cho nên em mới nghĩ quái bài đê mà cũng bài đặt cô gái vậy ta, món này lạ, thôi kệ mà tới rồi đi thử xem sao. Cảm giác đầu tiên của bạn này về bạn chồng á là xóm trọ 3D. 3D đó. Rồi còn bạn chồng á thì cảm giác đầu tiên mà khi gặp bạn vợ thì như thế nào? Em nghĩ em là thợ săn, em là sói mà em gặp được thỏ. Thì lúc mà vô nói chuyện thì nói chuyện rất là hợp nhau và giống như công phu tán gái hai mươi mấy năm của em là em dồn hết và bắt đầu cười rất là nhiều. Kể từ lúc đó cho đến lúc mà các bạn tỏ tình là bao lâu? Cũng khoảng hơn một năm rưỡi. Sinh nhật của vợ em thì em mới lên kế hoạch là tụi em đi cắm trại, đi ngủ lều, không biết có được làm liều hay không. Là em lên kế hoạch em cầu hôn luôn, em mới thắp nến rồi này kia hết, em xếp thành hình trái tim. Cái xong mà vợ vừa bước vô là em quỳ xuống và em thổi harmonica xong em cầu hôn luôn. Chắc chắn là phải siêu thôi đúng không? Dạ, em rất bất ngờ, em vui lắm. Và em nhận lời liền. Em vừa gật đầu một cái thì anh mới nói: em ơi tắt tắt lẹ, nóng quá em ơi. Với lại cái sáp này mà nó đổ ra là ngày mai người ta bắt đền mình á. Tới đó mà còn tiếc tiền nữa anh. Anh chị cứ tưởng tượng là trong cái lều nó nhỏ mà em đốt từng cái nên em để hết ở đây, lúc mà nó cháy giáp cái vòng luôn á là em nóng lắm luôn rồi. Ờ đúng rồi. Rồi đêm đó có vô liều làm liều không? Em biết thế nào anh cũng hỏi mà. Có ngồi chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em là fan cứng luôn. Dễ gì mà tụi em buông được, nhưng mà nó đời không như là mơ. Có một cái thằng đó nó me vợ chồng em, nó đem nó mắc mắc cái giỏng ngay sát cái liều tụi em luôn. Rồi nó me em me nó, me nó là tới sáng luôn. Hết làm liều luôn. Dạ, dạ hết làm liều luôn. Nhân đây là tôi xin lên án kịch liệt cái anh mà nằm giỏng kế bên cái liều cũng hay. Dạ. Vậy này. Sau cái buổi mà làm liều thất bại đó, dạ, thì tiếp theo có làm liều nữa không? Dạ, cũng cố gắng một vài lần nhưng mà không liều được đâu. Dạ. Mà giờ em rất là khó mấy chuyện đó. Lúc mà gần cưới rồi đó, em mới xin hôm nào mà qua chơi á, cái xin ở lại đêm. Em thì cho cái nệm nằm dưới đất vậy đó, cái thân phận là nằm vậy đó. Cũng lâu lâu cái cũng lên nắm tay này nọ, gác chân này nọ vậy thôi. Sau cái lần mà tỏ tình đó, dạ, thì bao lâu thì là lấy nhau? Sau đó khoảng một năm sau. Thì là mối tình 2 năm rưỡi mới lấy nhau luôn hả? Dạ đúng rồi. Là mới lấy đây hả? Dạ em lấy tháng 12 năm 2016. Trong cái quá trình mà yêu nhau á, có chia tay chia chân lần nào không? Giận hờn rồi này cái nọ không? Có một lần là em đi làm về trễ, thì bữa đó em không có xe, thì em có nhờ anh lên chở em về. Lúc đó anh nói là anh mệt quá, hơi tự đi taxi về đi. Có một lần nữa là khi mà về quê của anh ở miền Trung, thì bữa đó hai đứa đi nghe ca nhạc, thì em mới buộc miệng thôi, em nói là trời ơi, lần đầu tiên nghe dân nổ đọc rap mắc cười quá. Cái là nói lớn lắm, cả quán gần như cả quán nghe luôn. À, dân nổ đọc rap mắc cười quá. Em mới la, em mới nói em vô duyên là vậy thôi. Giờ tối đó tụi em cũng gây nhau. Dạ. Là cái trận đó là trận lớn nhất đó. Dạ, tại vì nói chung dạ, mà khi mà về Sài Gòn á thì em mới sâu chuỗi lại, thì lúc quen nhau thì anh không có quan tâm gì nhiều anh, cho nên là em quyết định là thôi tạm không gặp nhau một tháng để suy nghĩ lại tình cảm của mình. Giờ em khá là cương quyết lúc đó, em nhắm vậy là em thua rồi. Anh em mới cuốn cuồng lên, bắt đầu em mới cố gắng. Em hối lỗi, em năn nỉ này nọ mọi thứ, thì sau đó cũng ổn. Từ cái lúc mà đi vô liều, định làm liều mà cuối cùng không được liều. Đó, dạ, dạ. Cho đến lúc cưới nhau là đâu có gì là sóng gió trắc trở gì nữa, đúng không? Trân tru hết vùng đó. Chỉ có dạ, là đi làm liều mấy lần sau cũng không liều được. Dạ, không liều dạ, được còn luôn. Có thêm một lần liều nữa anh. Đợt mà tụi em đi chụp hình cưới xong rồi, mẹ vợ em một hai là đòi theo. Mà tụi em là cương quyết lần này không cho mẹ đi theo. Cho nên tụi em là quyết định là bàn mưu tính kế hại mẹ. Dạ. Thì vợ em mới mua một cái tour, mới nghỉ phải nghỉ làm và mua một cái tour đi du lịch ra ngoài miền Bắc á. Là trước khi tụi em đi chụp hình cưới, tầm tháng 5, tháng 6 nó nóng đó. Mà vợ em lại đặt cái tour leo núi cho bà già nữa. Cái xong rồi 3-4 bữa xong vợ em nhắn tin nói là chân mẹ phồng rồi. Cái em nói yeah. Trời. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ khi chương trình này phát lên. Là thành công, là lần thứ 3. Là lần thứ 3 mới thành công đúng không? Dạ, nhưng mà cũng chưa anh. Chưa nữa hả? Dạ chưa. Thì tụi em đi ra ngoài đó thì cũng phải là 8-9 tiếng. Ngoài Ninh Thuận rồi ra đó thì 2:30 sáng là giờ em đã phải dậy để trang điểm rồi. Tụi em chụp bình minh á, 2:00 trưa em mới được ăn sáng.
và xong về khách sạn là chỉ mong ngủ thôi. Là ngủ luôn. Không được gì luôn. Tự thân không muốn liều đó, phải không? Dạ. Thôi nói tóm lại là sau nhiều giai đoạn làm liều không được. Chị chắc chắn cái đêm động phòng chắc làm nhiều lắm phải không? Đêm em không có làm gì hết. Tại vì thật là em làm buổi trưa rồi. Cái hôm mà cưới buổi trưa xong đó là mẹ vợ em chưa vô phòng và mẹ em nói đó làm gì làm đi. Lý do này là tụi em nghe là mẹ mà thì mẹ nói thì em làm. Ngoan quá, hai đứa ngoan quá trời ngoan luôn. Coi như vậy là quá viên mãn rồi đúng không? Dạ. Rồi sau đó là có đi du lịch, đi trăng mật gì không? Sau đó thì tụi em đi qua Philippines, tụi em có tuần trăng mật bên đó. Dạ, mà đúng nghĩa là trăng mật. Trăng mật diệu kỳ đúng không? Dạ. Kể nghe coi vui không? Cũng vui chị, giống như dồn nén bao lâu rồi thì bây giờ ngân hàng ngân hàng cấp vốn bao nhiêu thì là mình xài hết. Thôi mà sao? Tụi em đúng quy trình. Dạ, con của em là được sản xuất tại Philippines. Wow. Bây giờ lấy nhau được gần 2 năm gần. Ở với nhau rồi thì có bao nhiêu tật xấu của người bạn đời của mình lòi ra không? Cũng có vỡ mộng anh. Mà yêu nhau á, thì anh nói với em á, là anh sống ở Sài Gòn, anh sống chung với mấy chị em gái, cho nên anh có tính độc lập rất cao. Cái gì anh cũng biết làm. Thì nghe vậy thì em rất là yên tâm. Nhưng mà khi về thì anh cũng nói y chang câu như vậy. Em ơi, gia đình anh cũng có mẹ và chị em gái, mọi người dành làm hết rồi, cho nên anh không có cơ hội để làm. Anh nói hay là... Dạ, lập lộn quá. Dạ, thêm một cái nữa là anh ở dơ với lại bề bộn. Lật bánh tráng, tài nghệ và ở dơ và bề bộn. Em kể chị nghe là có một lần con ị xong rồi anh thay tả, anh cuộn lại, anh bỏ trong cái bọc, rồi anh để ngay đầu giường. Thì em thấy cũng một hai bữa rồi. Thì em mở ra thì ôi thôi rồi à. Phân của con với lại trái cây nó đã lên men từ bao giờ rồi. Dạ em cũng xin đính chính là tại vì lúc đó có mình em làm hà. Thì em cuộn em để đó, em lại quên. Tính em là hay quên. Rồi còn cái tính xấu gì mà nó kỳ kỳ không? Dạ chỉ có tính là đi toilet rất là lâu. Nhưng mà mỗi lần vô chổng là ôm đàn, ôm điện thoại. Ủa cái toilet nó bự không vậy? Dạ cũng không có bự mà anh biết lý do ảnh giải thích á, là tại trong chổng nó kín, nó nhỏ cho nên cách âm vang tốt. Như giống cái phòng thu vậy đó anh. Phòng thu là phòng... Chưa bao giờ mình nghĩ rằng cái chuyện mà cầm cái đàn guitar. Thì ta cái thú vui ta tận hưởng đến cùng mà. Tại sao không nè, không mang cái kèn harmonica vô thổi. Dạ không, cái đó không được. Không được. Anh đó anh chơi em rồi. Em thử đi. Em thử vừa thổi vừa ấy đi. Quỷ. Ngồi tiếp. Thì bây giờ tới Hạnh Nguyên đó. Vợ em dặn là vợ em là hoàn hảo, vợ em không có tật xấu gì hết. Không được. Em hết rồi. Không được. Không được. Dạ không được. Đã lên đây rồi là phải khui. Vậy em được nói anh. Nói chứ dạ, em. Nhiều quá chừng luôn. Cho em nói nha. Nói không? Dạ. Vợ em thì cũng bừa bộn và cũng cỡ em trở lên thôi. Tụi em rất là hợp nhau cái khoảng đó. Vậy là... Dạ. Vợ em có một cái nữa là em gọi là biệt tài. Nói xấu người ta mà sợ người ta không nghe. Khi mà nói xấu này nọ gì, nói giống như trước mặt người ta vậy luôn đó. Không có kiên nể, không có gì hết. Tức là tính tình là bộc trực, có hiểu không? Có như là không có để bụng được. Hả? Bực cái là phải tỏ thái độ liền. Em thấy cái gì khó chịu và em không